giống chị. Bé này giống nhất từ nãy giờ. Sôi động. Thank you, dancer. Cảm ơn các bạn dancer. Cảm ơn Phương Cara. Hello. Hello. Hello, Zhukans. Oh, hello. My name is Donna Summer. Oh, Donna and Summer. And I'm from America. Wow. Welcome to Gương Mặt Thân Quen. Thank you. Rồi bây giờ mình thoát dài xíu được không nè? Chứ nói thêm nữa em không biết nói câu. Rồi được rồi, đứng im nào. Đứng im lấy điểm từ ban giám khảo nè. Dạ, mời chị Mỹ Linh ạ. Chị nói thật là tiết mục hôm nay là phải dùng từ xuất sắc. Nhân dáng cũng giống, hát tiếng Anh rất chuẩn chỉnh và mặt mũi lạnh lùng, nói chung là rất giống. Nói chung em là một cô gái trẻ, cực kỳ thông minh luôn. Tức là em nắm được đúng cái tinh thần của nhân vật mà em cần hóa thân. Và em nắm đúng cái phần nhỏ nhỏ mà nó ra đúng cái người ấy á. Chứ không cần là phải giống từ đầu đến cuối, bắt chước từng tí một. Nhưng em nắm được cái gọi là cái chìa khóa ấy. Wow. Và em cứ bám chặt lấy cái phần đó. Thì chị thấy rằng là em là một ẩn số của chương trình. Và càng vào sâu càng đáng gờm. Và càng vào sâu chị càng nể em. Bình thường là mấy cái số trước cô hát tự không nể lắm đâu. Nhưng càng vào sâu hát càng hay. Hát bài của Donna Summer không hề dễ đâu. Không phải giọng giả, nhưng cũng không phải giọng thật. Nó cứ pha giữa hai giọng với nhau. Mà cô làm cứ nuột như là không ấy. Nói chung là cô có một lời khen với cháu. Chắc chắn là cháu sẽ là người thành công ngay khi bước chân ra khỏi chương trình này, thì cháu cũng sẽ thành công trong cái nghề của cháu. Chúc mừng cháu. Dạ, cảm ơn ạ. Chúc mừng Cara. Và mời chị Ốc Thanh Vân ạ. Cara, chị chào em. Dạ, chào chị ạ. Hồi nãy xem tiết mục của em, chị rất là mỏi cái miệng của chị. Chị bị theo em luôn á. Vâng ạ. Chị thấy em cứ dời là từ đầu đến cuối là chị dạ. Dời theo em luôn. Em cũng mỏi lắm ạ. Trong tiết mục này, để trở thành bà Donna á, thì tức là Cara không phải cố tình để mà như thế, nhưng mà cái cách mà Cara cảm nhân vật này á, làm cho người ta cảm thấy rằng hình như là bé xuất hiện trên sân khấu thật. Cái kiểu mà em lắc người á, mọi thứ của em nó rất là bình thản và điềm tĩnh. Chúc mừng em về tiết mục này. Cảm ơn ạ. Cảm ơn giám khảo Ốc Thanh Vân. Và cuối cùng là giám khảo Đại Nghĩa ạ. Trước tiên thì phải nói tụi em đã nắm được rất là vững về cái phong cách, cái thần thái của cái nhân vật mà em đã bấm nút chọn được. Còn về cái giọng hát thì thật ra thế này,
Nếu mà chúng ta nghe kỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng với cái chất giọng của bà Donna Summer thì là em cũng đã bắt chước được tương đối. Có. Nhưng mà nó vẫn ở cái giọng khàn, cái giọng trầm. Dạ. Cái giọng của bà là mezzo soprano thì ở cái âm vực trầm mặt trung hơn. Á thì em làm nó nghe mình thấy nó giống. Nhưng mà với bà Donna thì ở những cái nốt cao thì mình sẽ nghe được bà hát cái lối trẻ giọng ốc. Nó rất là bén, nó rất là chắc, nó rất là sắc và sáng. Cái đó trong cái tiết mục này của Cara anh chưa nghe ra. Thì đó là cái điều anh nghe ra được từ cái bản của cái bà Donna Summer này. Và em đã làm được gần như là trọn vẹn. Lời khen thì đã có khá nhiều rồi, cho nên anh phải soi thêm một tí nữa để mình thấy rằng mình vẫn còn những cái điểm nó hơi thiếu sót chút xíu. Để những lần sau mình sẽ cố gắng mình chú ý kỹ hơn để mình hoàn thiện hơn cho tiết mục của mình. Ha, cảm ơn em rất là nhiều. Dạ, chúc mừng em. Ạ. Và một lần nữa xin cảm ơn Cara rất là nhiều nha. Xin mời bạn về chỗ.